Vâng, xin chào các bác. Người ta nói là xe Nhật thì không mất giá, làm gì có chuyện đó. Xe nào chẳng mất giá, cũng như một chiếc xe này thôi ạ. Hơn 1 tỷ, một chủ từ đầu. Đấy. Chạy rất ít, phải nói là xe còn nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, chả kém cái xe mới. Nhưng mà nói thật các bác là mất giá hơn một nửa. Thì chả có gì là không mất giá. Phải nói chiếc xe thì chủ nhân quá chăm chút, mà một chủ từ đầu quá nhìn phê chưa, nhìn đã thấy yêu rồi. Đấy. Nhìn thấy yêu rồi, gương kính thì đương nhiên là chỉnh điện rồi, yêu từng chi tiết nhỏ luôn, từ cửa gió điều hòa này. Đấy. Tất cả là phiếu bảo dưỡng chính hãng này các bác ạ. Máy eco này, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt này. Đấy. Goa ga tự động cruise control này, đầy đủ nhé. Tăng giảm lượng chuyển bài hát này, nghe gọi điện thoại rảnh tay cài đặt cho xe này, mà lên full cả màn hình cam hành trình cam lùi full HD, màn hình giải trí 10 inch. Đấy. Điều hòa thì auto và tất cả chi tiết này các bác nhìn giúp em này. Các bác cần nhìn cái củ số biết xe nó đẹp như nào rồi. Khi xe vận hành nhiều thì chúng ta phải cầm một củ số vô lăng mà nhìn nó mới không một tí vết như này, kể cả vô lăng này. Đấy, thì các bác biết là cái xe nó mới cỡ nào rồi. Xe lại được phút lịch sử hãng như thế này nữa thì quá yên tâm. Mà cái mặt đồng hồ nó chia là 3 tầng luôn, cực kỳ xịn sò luôn. Làm gì có chuyện không mất giá hả các bác? Đấy. Vậy thì đây có phải là sự lựa chọn hay không? Vâng, đây ạ. Này, các bác thấy không? Quá yêu, phải nói con này nó mới một cách khó tin luôn. Đấy, xe đề lộ thông minh có hết nhé. Đề lộ thông minh này. Đấy, ga tự động của Cruise Control, mọi thứ là ok hết. Trên này lại còn thêm một cái màn hình này, dưới màn hình này. Đấy. Tất cả chi tiết của xe này, từ cái dòng chữ này, đỏ au hết, như mới luôn. Như mới luôn các bạn. Đấy. Chứ làm gì có xe Nhật mà không mất giá. Đây là một cái thương hiệu đình đám hàng đầu của Nhật này. Làm cho nhiều ông phải khốn đốn này. Đấy. Phải khốn đốn đấy các bạn ạ. Đấy. Chả có gì là không mất giá đúng không ạ. Đấy. Các bạn thấy không? Mọi thứ nó rất là mới luôn. Bạn zin tuyệt đối một chủ từ đầu. Có cảm biến khóa mở cửa. Đèn tín hiệu báo rẽ trên gương, chả thiếu gì. Hơn tỷ các bạn. Đây ạ. Này, các chi tiết của xe này. Này các bác có thể ngắm nhé. Mới cáu cạnh luôn, cửa gió điều hòa phía sau này, độ rộng rãi thì miễn bàn, rộng miên man và mênh mông luôn. Đó. Thế sau này các bác này. Yêu chưa? Chạy con này thì vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa bền, nó mới độ bền thì khủng khiếp rồi. Cửa gió này đẹp chưa. Đấy, tất cả này, wow, từ cái sàn này. Đấy, những người yêu xe thì nó mới như vậy. Một dàn nó mới thay, một dàn nó mới thay. Cốp đằng sau thì rộng miên man, còn lốp dự phòng thì chưa hạ. Đấy, lốp dự phòng chưa hạ các bác ạ. Đấy, thì các bác liên tưởng cho em từ cái phần nhựa của nó, từ cái lưới này. Nó mới mức độ như những cái tem nó còn hết nhé. Những cái tem nó còn hết nhé. Đấy, nó mới này. Yêu chưa? Đấy. Làm gì có chuyện không mất giá. Xe Nhật xịn sò đấy các bác ạ, Honda đấy. Đây, lốp dự phòng đã hạ lần nào đâu. Nó mới thế này. Kích chưa dùng bao giờ, còn mới như trong hãng luôn. Tôn sắt thép thì mới tinh tình tình luôn. Đấy, tất cả thì còn ốc bảy màu luôn. Óng ánh. Đấy. Lốp dự phòng đây các bác này, đã hạ lần nào đâu, chưa bao giờ hạ. Thì các bác thấy rằng cái chất lượng chiếc xe thì nó tầm cỡ nào rồi, đúng không ạ? Như vậy thì mới đúng với tiêu chí của Phúc Yô và xe đam mê, đó là những dòng xe chất lượng các bác ạ. Đấy, dòng xe chất lượng. Đây từ phần nhựa của nó, dù là phần cốp sau cũng không có vết xước nào. Không có vết xước nào luôn. Đấy, cả gà nhựa. Không có vết xước nào luôn. Nó tuyệt vời là tuyệt vời như vậy đấy các bạn ạ. Biển Bắc Linh một chủ từ đầu nhé. Một chủ từ đầu. Đấy, nó mới này, từ nước sơn nó mọng mịu này. Đấy, nó mọng mịu, lốp thì nó mới này. Vừa thay lốp mới xong. Đấy, và chi tiết của xe thì không có gì phải bàn cãi cả. Đấy, thế các bác mới thấy rằng các bác cứ nói là giữ giá, có giữ đâu. Đấy. Vậy thì cái thời điểm này thực sự là xe và đất nằm vắt đáy rồi. Nó mới rẻ như thế này chứ bình thường thì con này thì nó hết, gần như hết khấu hao rồi. Một đời thì cao ngất ngây luôn, vay ngân hàng thoải mái.
Con này các bác chỉ cần bỏ ra đáng bao nhiêu tiền đâu, 250 triệu. Chỉ cần bỏ ra 250 triệu thôi nhé. Đấy. Được chưa? Đấy. 250 triệu bành cho các bác tận nóc nhà luôn. Đấy, là zin xe vào nhà thôi. Mới như này khét nẹt. Yêu chưa? Ít có những con xe CRV nào mà đẹp như này. Đẹp như này các bạn. Đấy, được cái nội thất màu kem. Quá là yêu luôn. Đấy, rất yêu luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy. À, có nghĩa là nhiều người không tin, đúng không ạ? Là tôi đang nằm màu và tôi đang câu view, câu like, nhưng không phải đâu. Đấy, giải đèn led định vị ban ngày này, đèn bi tinh cầu thủy tinh này, siêu sáng này. Cái cả cả phần đèn gập này, thành mạng cơ độ. Chất nở luôn. Đấy. Và máy thì zin led này đẹp, không có gì phải bàn cãi các bạn ạ. Zin hết nhé, từ con ốc. Tất cả từ cái dấu sơn này. Đấy. Từ cái đầu uzi chưa bao giờ tháo vặn bao giờ cả. Mới như thế cơ mà, nó chuẩn như thế các bạn. Chuẩn như vậy thì không có gì phải bàn cãi. Những cái đầu dạng này, từ con ốc này. Nguyên vạch sơn nhà máy luôn. Cái anh Honda này thì được cái là con ốc nào anh đánh dấu vạch sơn. Đấy. Chuẩn men nó như vậy. Đấy, các bác thấy không? Nên là đây, những cái tôn này, lắp cabo nó quá ok luôn. Đó. Vậy thì tôi hạ lắp cabo xuống nhé. Hạ lắp cabo cho các bác làm. Vậy thì đúng là CRV nó là cái niềm mơ ước của nhiều người rồi. À, thương hiệu của Honda thì dùng cái công nghệ máy Evotech van pin thiên. Đấy. Thì nó ok hơn rất là nhiều. Đấy, có nghĩa là van đôi van kép này các bác ạ. Nên đi thì vận hành của nó ngoài cái tiết kiệm nhiên liệu thì nó rất là mượt và tăng tốc nhanh. Đấy, và thường Honda là trang bị hộp số vô cốc CBT rồi thì lại càng mượt hơn. Đó, con này 2017 một chủ từ đầu. Xe nguyên zin nguyên bản. Tất cả là chính hãng hết các bạn. Không tua không gãy gì, chuẩn men hết nhá. Nó chuẩn men hết. Vậy thì cái giá tiền bây giờ các bác có thể thấy nó gần như còn một nửa thôi. Đúng là còn một nửa thôi. Và xe thì nó cũng chả khác những cái xe mới cả. Thì chúng ta mới thấy được đúng là mua xe cũ thì lợi ích. Nhưng cái lợi là chỉ khi mua được những chiếc xe chất lượng nguyên zin nguyên bản thôi. Còn mua những xe lỗi, xe ngập nước thì nó lại hại các bác ạ. Vậy thì các bác phải đi tìm những cái showroom mà thực sự là có uy tín để mua. Đấy là lời khuyên dành cho các bác. Đấy. Đấy, đây là một chiếc CRV 2017, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Và 620 triệu đồng. Và các bác nào muốn làm banh thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 250 triệu đến 270 triệu là có thể làm banh con này được rồi. Đấy. Vậy thì cứ nói là 270 triệu đi. Các bác chỉ cần bỏ 270 triệu để sở hữu con CRV này. Đấy, những thanh bạc chrome rất là to bản. Đó là ngôn ngữ thiết kế của CRV, của Honda nói riêng. Đấy, những thanh bạc chrome các bác nhìn này, nó mới này. Đấy, và chữ CRV rất là to, nó mới không một tí vết nào. Có đèn phanh trên cao, có gạt mưa, công nghệ máy Evotech là công nghệ mà tôi rất thích. Có cảm biến phía sau. Phần đèn thì trong suốt như pha lê luôn. Anh chạy con này thì ngoài độ bền lành thực sự là rất sướng luôn. Con này là động cơ 2.0 thì nó khá tiết kiệm nhiên liệu các anh chị nhé, khá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó. Tìm ra một lỗi là tặng xe các bác luôn. Bao test chính hãng toàn quốc, bảo hành 1 năm sử dụng, bao cho các bác không đâm xô, không tủy kích động nước, máy số nguyên zin nguyên bản. Con này bao zin toàn tập. Đấy, đèn tích hợp bao rẽ trên gương, có cảm biến khoang mở cửa hai bên. Nói chung về độ cao, độ rộng rãi, vận hành con này thì quá ok. Nó như một tiền bây giờ nó như một chiếc Vios. Đấy, lúc mới thì nó phải bỏ ra tỷ mấy, đúng không ạ? Bây giờ có nghĩa là rẻ đi một nửa rồi. Vâng, thực sự là rẻ đi một nửa rồi. Một chiếc xe nó một chủ từ đầu nó này, chất zin như thế này. Đấy. Odo của nó là 8 vạn nhá, 8 vạn chuẩn thế các bác ạ. Các bác cứ mang hãng mà test cả Odo luôn, cái bao Odo luôn. Đấy, không có nơi nào ra bao Odo các bác, em bao Odo luôn. Đấy. Và thì các bác có thể kiểm chứng thêm thì bao giờ xe vào đam mê cũng quay thêm cái phần gầm để các bác có thể chiêm ngưỡng thêm cái phần gầm thì mới thấy được giá trị thật của cái xe được. Còn nhiều bác thực sự đi mua xe cũ lại bỏ qua phần gầm thì đúng là một cái tai họa không hề nhỏ đâu, cái rủi ro rất là lớn các anh chị nhé. Thì đây là một chiếc CRV 2017 một chủ từ đầu biển Bắc Ninh, trong tình trạng là xuất sắc. Đấy, tất cả là full lịch sử hãng, bao zin toàn tập cho các bác, bảo hành 1 năm sử dụng để các bác yên tâm sở hữu những mẫu xe tại xe vào đam mê.
Đó các bác nhé, tất cả cái chi tiết xe còn rất là mới và lốp là mới thay. Đấy, vừa mới thay lốp xong. Đấy, đèn đây các bác này, bi giải đèn led thì bị ban ngày rất to và sáng luôn. Đấy, cả đèn gầm mới thay mạng chrome rất đẹp luôn. Đó, các anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể chúng ta dành một chút ít thời gian đi xuống phần gầm của chiếc xe để thấy được cái giá trị và chất lượng xe và đam mê đang bán những mẫu xe nó như thế nào, nó khác biệt ở đâu so với tất cả các showroom trên toàn quốc các anh chị nhé. Và Phúc Yêu đã lên tiếng ăn một bát nói một lời, chuẩn là chuẩn, nỗi bạo lỗi, nỗi có tiền nổi, zin có tiền zin, tiền nào thì của ấy, rất rõ ràng. Đấy, bao zin thì các bác cứ test, thợ thuyền đến xem thoải mái, riêng con xe chất lượng tại xe và đam mê thì các bác không phải lo lắng về chất. Đấy, các bác chỉ quan trọng là hợp lý hay không hợp lý mà thôi. Đó, còn chất thì đã có video bảo hành cho các bác rồi, sai mang giả xe full 100% tiền. Riêng cái con xe này để các bác yên tâm luôn, bao test chính hãng toàn quốc, bao cả km odo chuẩn, không tua không gảy. Đấy, để các bác yên tâm nhé, là được mua cái giá trị thật của nó. Đó, các bác bỏ tiền nó xứng đáng. Vậy thì một lần nữa Phúc Yêu cũng như anh em xe và đam mê xin chân thành cảm ơn các anh chị luôn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ một cách nhiệt thành. Phải nói là rất chân thành là cảm ơn các bác rất là nhiều. Và buổi tối hàng ngày thì 8 giờ tối là Phúc Yêu sẽ lên sóng live stream trực tiếp để báo giá tổng thành cái kho xe tại xe và đam mê. Thì các bác sẽ cập nhật được tất cả những cái mẫu xe tại xe và đam mê đang có hàng trăm đầu xe các bác nhé, để có nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Vậy thì rất là mong các chị trước khi xem thì cũng nhớ là thả tim thả like và đăng ký kênh ủng hộ, cũng như khi những buổi live stream trực tiếp thì các bác vào ủng hộ vào 8 giờ tối hàng ngày. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin mời các bác dành chút ít thời gian chúng ta đi xuống phần gầm để chiêm ngưỡng cái giá trị thật của chiếc xe CRV trước mắt anh chị đây, với giá là 620 triệu đồng 2017, động cơ là 2.0, tất cả tình trạng là tôi đã nói rồi, bao test chính hãng nguyên zin nguyên bản. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin mời các bác đi phần gầm ạ. Hello, em quay cho các bác cái gầm để các bác yên tâm sở hữu xe nhé. Và toàn xem trên cũng xem được gầm thì bắt đi, máy zin tuyệt đối này. Đấy, zin tuyệt đối các bác nhé. Đấy, dòng keo mọi cái zin tuyệt đối nhé, bao zin tuyệt đối luôn. Con này 27 một chủ, cổ phanh này, càng máy càng A này, chuẩn men hết này. Con này bưởi rửa qua lưng lã thôi các bác ạ. Lốp thì một dàn lốp mới này. Đấy, nhìn cái lốp sâu này. Đấy, nên các bác yên tâm sở hữu xe này, dòng keo này. Đấy, dòng keo nhá, zin hết nhá, ốc nhá, không tháo bạn gì. Đây, gầm bệ thì từ cái tấm nhựa gầm zin, không gãy vỡ gì. Hộp, sàn, các thứ còn xanh nét, không có mục mọt, không sợ vùng nước muối các bác nhé. Đấy, chuẩn nhé. Bô này, sáng mới luôn. Đấy, bô Honda chính hiệu nhé. Đấy, các bác này, sàn này. Đấy, xem như cái này mới chuẩn đang này. Hộp sàn này, bao vô lê này. Đấy, tất cả là phẳng căng hết, xanh nét hết, chuẩn men luôn. Đấy, hệ thống càng sau này. Đấy, càng sau này. Đấy, bô này. Đấy, bô này thì nó là mới tinh rồi. Cái này trước người ta sơn phủ gầm nên nó có một lớp ở đây. Bô thì sáng tinh rồi, không có gì. Đấy, vật liệu của Honda thì khá là cao cấp rồi. Đây này. Đó, các bác yên tâm chưa? Quá yên tâm. Đó, quá yên tâm nhé. Thank you các bác. Đấy, xem xe thì phải lên xem gầm, gầm chiếm tỷ lệ 70% giá trị của xe, khung gầm máy móc các bác nhé. Và thank you tất cả mọi người.